Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình về thêm một ít hàng mới để mình sẵn cái dịp mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Thì mình sẽ quay sơ cho các bạn những cái dòng thủy sinh các bạn. Rồi đây thì mình cũng có thêm có mấy dòng thủy sinh này mình quay vô luôn. Đây là Nana nha các bạn, cá Nana. Nana thả thủy sinh rất đẹp. Đây các bạn, Nana, đây gọi dùng Nana. Đó, các bạn là thủy sinh thì nên thả mấy dòng này, nó bao nhiêu đàn rất đẹp nha các bạn. Đó, lọt sọt này, ngân bình nữa các bạn. Đây thì còn mấy em mũi đỏ này mình cũng về cũng gần đây thôi, nó rất đẹp. Dòng thì thủy sinh rất đẹp các bạn. Đợt mèo cũng hết rồi chú ơi. Rồi chờ con tí. Rồi các bạn, đây về mấy dòng này cũng đẹp nè. Dòng này mình thấy anh chị hỏi nhiều nữa. Đấy, cái dòng này thì hỏi khá là nhiều. Mấy dòng này người ta hỏi rất nhiều. Đẹp. Nó cũng ná như cái dòng trân châu của mình ngày xưa cho các bạn. Nó giống như dòng trân châu Bình Tích đâu các bạn. Thì đây là còn cái dòng này, riêng cái dòng vàng này là nó là gọi là Mỹ Kim nha các bạn. Khi nó có một cái vị ánh rất đẹp nha. Nó chứ không phải là như dòng Bình Tích trân châu là nó không có cái vị ánh đâu. Các bạn để ý kỹ thì các bạn mới biết được. Còn dòng đen thì nó quá bình thường rồi các bạn. Dòng đen này thì các bạn biết nhiều rồi. Rồi ngày hôm nay mình về rùa tai đỏ rất là nhiều. Rùa tai đỏ rất là nhiều các bạn. Đây, rùa tai đỏ rất là nhiều. Và thì mình ông ta có ông tiên đây các bạn, mình có ông tiên nhỏ, đây ông tiên size nhỏ các bạn, size gọi ngón rưỡi hai ngón, size gọi ngón rưỡi các bạn. Ông tiên này đẹp nha, nhưng mà thì gọi size nó nhỏ thôi các bạn. Rồi đây xịt canh, mấy em xịt canh quay sơ quay cho các bạn xem xịt canh. Thì mình về được mấy dòng thì mình cũng quay kèm theo mấy cái những cái cần củ các bạn. Đây thì củ này các bạn, con tiên này các bạn, tiên còn mấy em.
nghe hoài. Rồi mình có về thêm hỏa tiễn. Hỏa tiễn này đợt trước Tết là không có hàng, nhưng bây giờ là có hàng đẹp đó. Loại này nó nuôi ba cũng đẹp cũng vàng, nó rẻ tiền nữa. Đây ông bạn, đây là ông Tiên, đây là ông Tiên Sọc. Ông Tiên Sọc mình có về Sikan nữa nha các bạn. Sikan, mấy cái dòng Sikan ở quay cho các bạn xem. Đây dòng còn dòng cũ này, đi tai tượng cũ. Ở mình dớp cho các bạn tai tượng này. Đây các bạn như trâu nha các bạn. Lâu kính, các bạn thích lâu kính thì lâu kính luôn cũng được. Lâu kính gì để dọn xin sẻ đây các bạn. Đây Sikan nè, Sikan thì Sikan thái bay nè các bạn. Sikan sọc thái bay đẹp đẽ. Mình có gì là tai tượng Albino. Tượng Albino size to hơn mấy hôm. Bạn size này to hơn, size to và đẹp hơn nữa. Đẹp hơn. Mình xây quay thêm mấy cái dòng cổ nữa cho các bạn nha các bạn. Đây thì Ali các bạn biết rồi, Ali rồi đấy. Cái dòng Ali. Anh sẵn tiện anh quay hết luôn cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, đây là dòng ông Tiên nè, ông Tiên mình là có thì nhận ở đây các bạn, thì đây mình đã quay nhiều rồi. Đấy, mình quay nhiều cho các bạn, quay nhiều cho các bạn rồi. Mình hôm nay mình có về cái chip coin này các bạn, chip coin mới về nó hơi yếu nha các bạn. Rồi mình dưỡng nó lại nó khỏe ok rồi mình đấy. Đây thêm đây là tàu Nhật các bạn, tàu Nhật. Đây mấy cái hàng cũ. Em có về Neo Vua. Xanh. Mồ quá các bạn. Đây các bạn. Chờ xíu nữa mình bơm nước cho các bạn đó. Mình có còn mấy dòng cái bảy màu đây các bạn. Mình về thêm tôm nữa này. Có tôm nữa các bạn. Có tôm thì tôm nha. Buồn màu rồi các bạn, không còn đâu. Về nó thấy hôm nay nó mất nó màu xanh, nó có màu xanh. Nó thiếu màu rồi các bạn. Đây một cái máy lựu, dùng lựu. Thải hồ nha các bạn, thải hồ. Mình về thêm Thăng Long. Thải Thăng Long các bạn, Thăng Long xây giá rỉ các bạn cho. Đây các bạn. Kim Ngân Kim Sơn. Đây Kim Sơn nha các bạn, Kim Sơn.
bên kia thì còn hai em két cũ rồi. Bạn nào thích tới ở rỉ luôn đúng rồi. Rồi nha các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những clip lần sau nha các bạn.